khoa nội 3, bệnh viện ca. Trong những năm trở lại đây, tỷ lệ người bệnh nhập viện điều trị về bệnh lý ung thư tiền liệt tuyến có dấu hiệu gia tăng. Nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị khi bệnh đã tiến triển nặng. Mặc dù bệnh có một quá trình diễn biến với các biểu hiện bất thường về sức khỏe nhưng không được quan tâm. Với bệnh nhân này, mặc dù có dấu hiệu cảnh báo của bệnh từ nhiều năm trước, tuy nhiên do chủ quan nên ông Tân không đi khám chuyên sâu, chỉ đến khi phải nhập viện cấp cứu vì bí tiểu, các bác sĩ phải thăm khám và điều trị khẩn cấp. Lúc này ông mới biết mình mắc ung thư tiền liệt tuyến đã di căn. Khi về đến viện ca thì được bác sĩ khám và có cái phác đồ điều trị, thì đó là cái biện pháp tiêm nội tiết, thế mà kết hợp với các thuốc uống nữa, thì tôi thấy là sau thời gian điều trị là cải thiện rất là tốt. Thế thì trước khi điều trị đó thì cái hiện tượng tiểu dắt rồi tiểu nhiều lần thì nó ấy, nhưng mà sau điều trị thì cái đó được cải thiện rất tốt. Và hiện nay thì nó chỉ còn đi đêm chỉ còn được khoảng 2 đến 3 lần thôi. Ở giai đoạn đầu, ung thư tiền liệt tuyến thường không có triệu chứng lâm sàng nên nếu không khám chuyên sâu thì rất khó phát hiện. Thống kê tại bệnh viện ca cho thấy hầu hết các bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh lý này đều đã ở giai đoạn tiến triển. Thậm chí, nhiều người phát hiện khi bệnh đã di căn sang các bộ phận liên quan khác. Tuy nhiên, tại bệnh viện ca hiện đã có nhiều phương pháp điều trị hiện đại như kết hợp nội tiết với xạ trị cho hiệu quả rất tốt. Thậm chí, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt 100%. Có rất nhiều người bệnh đã kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống tới 10, 20 năm và thậm chí được coi là khỏi hẳn. Với đối tượng ung thư tuyến tiền liệt thì thường là ít khi đến với bệnh viện ca ở giai đoạn sớm. Vì đặc thù của bệnh thường biểu hiện các cái triệu chứng gián tiếp qua các bệnh lý về hệ tiết niệu, và thường là bệnh nhân các cái bối cảnh thường gặp là bệnh nhân đi khám ở các chuyên khoa về tiết niệu. Sau đó thì khi người ta làm các cái thủ thuật sinh thiết có chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt thì chuyển sang bệnh viện ca để được sự chăm sóc và điều trị chuyên biệt. Sự là điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện ca rất là phát triển. Ở đây thì chúng tôi cũng có ứng dụng những cái điều trị nội tiết, có thể là những cái điều trị ức chế androgen bằng các phương pháp tiêm thuốc nội tiết, hoặc là phẫu thuật cắt tinh hoàn, hoặc là uống các cái thuốc ức chế androgen khác, kể cả những cái thuốc mà hiện đại nhất mới nhập về Việt Nam thì chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai tại bệnh viện ca, thậm chí là ứng dụng điều trị miễn dịch. Các bác sĩ cho biết ung thư tuyến tiền liệt phát triển khá chậm. Đến khi độ tuổi cao thì việc phát hiện ra chúng cũng rất khó khăn để điều trị, vì bệnh nhân thường mắc các bệnh kèm theo của tuổi già. Vì vậy, để điều trị hiệu quả thì việc phát hiện sớm là điều vô cùng quan trọng. Các cái triệu chứng thường gặp của mà mình phải nghĩ tới ung thư tuyến tiền liệt đó là những cái triệu chứng về rối loạn tiết niệu như là bí tiểu, tiểu khó, tiểu dắt, tiểu nhiều lần, hoặc là những cái triệu chứng khác liên quan đến biểu hiện của hệ sinh dục, ví dụ như là xuất tinh ra máu hoặc xuất tinh bất thường. Đối với chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì ngoài các cái thăm khám lâm sàng thì có một cái biện pháp nó rất là kinh điển, không đắt tiền mà rất cần thiết phải làm, đó là thăm trực tràng, siêu âm nội trực tràng, sinh thiết tuyến tiền liệt dưới cái hướng dẫn của siêu âm hoặc dưới hướng dẫn của MRI. Thì hiện nay thì ở bệnh viện ca thì các cái biện pháp để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì đã rất là phát triển, đặc biệt là ứng dụng của chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Theo các bác sĩ, để phát hiện sớm ung thư tiền liệt tuyến, người bệnh cần đi khám, phát hiện sớm ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như một số triệu chứng thường gặp: tiểu khó, tiểu nhiều lần, bí tiểu, tiểu không tự chủ. Có tiền sử người thân trong gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt, những người béo phì, người thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, giàu chất béo, người thường xuyên sử dụng nhiều chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá.